có những nụ cười khuyết, những niềm vui không trọn vẹn. Bởi từ khi sinh ra, các em đã kém may mắn hơn những đứa trẻ khác khi mang bên mình những khiếm khuyết về hàm miệng. Nhà bị mọi người trêu nó là sứt, mọi người trêu như thế. Vì nếu mà không có chương trình để hỗ trợ con thế thì chắc chắn sau này nó lớn lên nó cũng phải hổ thẹn các bạn. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, lặng nhìn con mình chật vật với những khiếm khuyết. Những đứa trẻ sinh ra với khiếm khuyết kém may mắn được xem như định mệnh. Theo ước tính, cứ mỗi 700 trẻ em Việt Nam sinh ra thì có một em bị dị tật hở môi và hở hàm ếch. Mỗi năm, trong cả nước có 3.000 trẻ mới sinh bị dị tật này và con số trẻ tồn đọng chưa được phẫu thuật là khoảng hơn 10.000 em. Operation Smile Việt Nam là một tổ chức từ thiện phi chính phủ của Mỹ với sứ mệnh chính là mang lại nụ cười, thay đổi cuộc đời của những trẻ em bị dị tật bẩm sinh môi, hàm ếch cũng như các dị tật hàm mặt khác thông qua các chương trình phẫu thuật từ thiện. Hoạt động chủ đạo của Operation Smile là cung cấp các ca phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh môi, hàm ếch và các dị tật hàm mặt khác. Hồi hộp, lo lắng trước giờ phẫu thuật. Sau ngày hôm nay, con sẽ được trả lại nụ cười trọn vẹn vốn có như bao đứa trẻ khác. Mỗi ca mổ được thực hiện là mỗi tương lai được mở ra. May mắn đã mỉm cười. Sau bao tháng ngày sống chung với khiếm khuyết, giờ đây các em đã được trả lại cuộc sống bình thường, sẽ được vui đùa và cười thật hạnh phúc như bao bạn bè đồng trang lứa. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều những nụ cười khuyết cần được chữa lành, chúng tôi cần sự chung tay giúp đỡ từ các bạn. Xmile 2020 là chiến dịch truyền thông và ngày hội gây quỹ vì nụ cười trẻ em ở Việt Nam của sinh viên ngành thiết kế đồ họa Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ từ tổ chức Operation Smile Việt Nam và câu lạc bộ truyền thông Cốc Sài Gòn với slogan In Miles, Find Smile, đi vạn dặm tìm nụ cười. Xmile 2020 mong muốn giúp đỡ trẻ em Việt Nam bị dị tật hàm mặt thông qua hình thức cung cấp các ca phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh môi, hàm ếch và các dị tật hàm mặt khác. Qua đó, chương trình hy vọng mang lại cho các em một món quà tinh thần, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh, giúp các em có một cuộc sống hạnh phúc. Thank you very much. Cảm ơn. Thank you. Cảm ơn ạ. Cảm ơn. Cảm ơn ạ. Cảm ơn. Cảm ơn.